Hello, chào đại gia đình đã đến với kênh Nguyễn Diệu nha. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn Diệu xin ngày mới chúc cho đại gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn nha cả nhà nha. Hôm nay Diệu làm một cái clip công việc hàng ngày của Nguyễn Diệu nha cả nhà. Để Nguyễn Diệu đón khách, đỡ khách và giao trả tại điểm khách cho mọi người, review cho mọi người cùng xem công việc của hàng ngày của Nguyễn Diệu như thế nào nha cả nhà nha. Rồi chờ cả nhà để đợi Diệu có khách rồi Diệu sẽ review đoạn rước và đoạn trả khách cho mọi người cùng xem nha. Giờ Nguyễn Diệu đang đứng ở nhà thi đấu của Tân Bình, đường Xuân Hồng nha cả nhà. Diệu đang đợi khách. Rồi Diệu lại có khách rồi cả nhà ơi. Rồi cái này là giao hàng cả nhà ơi. Cái giao đi đâu đây? Căn hộ City Garden 59 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh nha cả nhà. Cả nhà cùng xem nè. Thu nhập rồng là 43.000 nha cả nhà. Hai 260/14 Nguyễn Thái Bình. Ok. Go thôi. Sáu mươi trên 14. Rồi mình đến hẻm 260 rồi nha cả nhà. Xẹt 14 nữa. Cái công việc hàng ngày của Nguyễn Diệu như thế nào nha cả nhà nha. Chỗ này 248 à. Mình tới rồi nha cả nhà. À mình đi Nguyễn Tất Tố ạ. Mình đã lấy về nhà vậy á. Để sau thì tới trước không được đâu. Nó dừng trước là được không ta? Nó vừa sợ dính đổ. Nó có bịch gì đỡ quá. Thật có con bịch gì. Quá cái đầu lại dựa dùng cho người được rồi. Có con bịch đi lông quá anh. Bự xíu.
mình đã nhận cái khoang mình giao ngoài những đất tới Bình Thạnh cho cả nhà. Mình sắp sửa đến điểm giao hàng nha cả nhà. Đây vô đường Nguyễn Lạc 100m nữa là quẹo đường Nguyễn Tất Tố là điểm giao hàng đó cả nhà ơi. Cả một đoạn đường cũng khá xa đó cả nhà. Em ơi, vô cho hàng anh ơi. Tới căn hộ rồi nha cả nhà. Mua tốt tố Bình Thạnh nha cả nhà. Vô hàng ở đây phải không anh? Khách lấy hàng đây phải không? Để căn hộ City Garden 59 ngôi tắc tốn không à? Chắc đầy quá. Để mình điện cho khách cái nha cả nhà. Alo anh Bảo Phước gì phải không ạ? Em giao cái phan cái gì anh ơi, em tới cái sảnh này anh ơi. Thôi giao cái phan cái gì đây nè, biết đâu nè. Tôi đi vô đang cho đứng trong căn hộ nè, anh ở sảnh nào? Hả? Rồi, không được anh ơi, em bảo vệ lên kêu đang đứng ngay chỗ A với B1 này nè, cái chỗ ấy nè. Ngay chỗ cái sảnh là sảnh mấy vậy anh? Sảnh 1. Sảnh 1, sảnh 1. B2 vậy gì nữa? Rồi tôi đang đứng, đúng rồi, tôi ở B2 đâu anh? Bê bò. Rồi, đang đứng tôi tới liền kế bên.
B2 B bò là ở đây hả ha? Ủa ổng đâu trời? Bên đây hay bên kia? Đây. Cứ bước ra giùm khách nè. Đây quá. À, mình tên gì? Bảo. Bảo không? Bảo. Giờ mình nhìn giùm cái anh chụp hình cái ha. Để trước rồi chụp cái này được rồi. Cao xíu anh. Rồi ok anh hai, rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi ok. Rồi. Mình đã kết thúc chuyến xe của thằng đại gia đình. Rồi, tiếp tục đợi khách chuyến mới nha cả nhà. Rồi, thế là xong rồi nha, thành công rồi cả nhà. Ok. Thứ gửi đã được gửi. Mời cả nhà cùng theo chân Nguyễn Diệu đợi chút mới nhận khách hàng, nhận khách nữa nha cả nhà nha. Căn hộ garden ở Ngô Tất Tố nha cả nhà, quá rộng rãi luôn, quá đẹp luôn. Giờ mình đang chờ chút mới nha cả nhà.